Xin chào các bạn, và như vậy là chúng ta đã lại được gặp nhau trong số hỏi đáp nhiếp ảnh thứ 23 trên kênh Lạ Camera. Và chắc là cũng không cần phải nói nhiều nữa, bọn mình sẽ cùng nhau tiếp tục thảo luận những vấn đề của ngày hôm nay qua những câu hỏi của các bạn đã comment trong số 22 của lần trước. Thì mình hy vọng là mình sẽ có thể làm đều hơn cái số này, cũng như là làm một vài những nội dung khác. Tại vì căn bản là không thể ra video nó có thể đều đặn hơn một chút được, tại vì mình tương đối là bận. Nhưng mà mình hy vọng thời gian tới thì mình cũng sẽ cố dành thêm thời gian để làm về những nội dung này hơn. Tại vì ai cũng có công việc cần làm, chúng ta cũng có công việc để kiếm sống chẳng hạn. Thì nếu như mình ít dành thời gian vào cái nhiếp ảnh, vào cái camera này quá, thì biết đâu chính mình một ngày nào đó mình cũng sẽ bị thui chột đi. Cho nên là mình, cá nhân mình không hề muốn điều đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là từ bạn Hi Choi. Chào anh Lạ, chúc anh sức khỏe tốt hơn, ít ốm hơn. Cảm ơn bạn. Em là người mới muốn mua máy Canon kèm lens khoảng trên 10 triệu thì nên chọn là 700D, 750D hay là 60D cũ? Nhờ anh so sánh 700D với 750D. 750D có đáng để mua hơn 700D không? Em chỉ yêu chụp quay ít hơn. Em cảm ơn. Ok, và cũng có khá nhiều bạn phân vân trong tầm giá này giữa hai hoặc ba cái máy bạn kể ra này. Bằng chứng là có một câu hỏi ngay sau đó của bạn Bành Đại Dũng. Mình đang muốn mua một máy để mới tập chơi, đang dự định mua 750D nhưng cũng phân vân với 60D, mong lại cho ý kiến nên chọn con nào, và nếu tầm giá khoảng 10 triệu đến 13 triệu thì nên mua con nào, tập chơi, chụp chân dung và du lịch cũ hay mới đều được. Cảm ơn Lạ. Đầu tiên đó là dường như là cả hai người đều là người mới, thì đối với người mới mình cũng đã bày tỏ nhiều lần rồi, đó là các bạn nên mua máy mới. Trong trường hợp này thì nếu so sánh 750D với 60D, mình sẽ chọn 750D mới để là máy sử dụng chính. Và cả cái yếu tố mà câu hỏi trước của bạn là Choi, bạn có hỏi về là so sánh 700D với 750D, thì mình thấy là 750D nó vượt trội hơn ở những cái điểm lấy nét, tốc độ lấy nét, cũng như là nó có sử dụng một con chip mới. Do vậy là nếu như mà thời điểm này chúng ta đủ tiền mua 750D thì vẫn nên mua nó hơn. Còn chẳng qua nếu không đủ thì 700D nó vẫn là một con máy tốt, nhưng mà nếu mà đủ tiền lên một con máy cao hơn nó thì 750D xứng đáng để bạn chọn. Và cũng nhiều lần mình giải thích rồi, đó là nếu mà là người mới thì đừng mua máy cũ, trừ khi là bạn có một người thực sự cứng để mà biết được rằng cái máy cũ đó hoàn toàn tốt thì lúc đấy tính tiếp. Chứ còn trong trường hợp này, nếu như mà hỏi mình rằng là 750D mới với 60D cũ thì mình sẽ chọn con 750D. Còn nếu mà 700 với lại 60 mà một con mới một con cũ, mình quay nhiều hơn thì mình sẽ chọn 700, còn chụp nhiều hơn thì mình lại chọn 60D cũ. Đấy là vậy. Câu hỏi tiếp theo từ Tuấn Đào Anh đó là: nếu nhu cầu của em là chụp phong cảnh thì liệu EVF trên các máy mirrorless là thật sự cần thiết không? Vì kinh phí có hạn nên em đang tính mua chiếc Sony Next 5T cũ nhưng máy không có EVF và hot shoe. Cùng tầm tiền đó có máy nào ổn hơn không ạ? Vì em đi chơi em không thích mang vác nhiều nên chỉ chọn mirrorless. Mong anh giải đáp giúp em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe để sản xuất thêm nhiều clip nữa. Cảm ơn bạn. Theo mình, trong tầm giá của Sony Next 5T cũ thì con máy này là con máy mirrorless gần như là sự lựa chọn tốt nhất. Và thực tế thì nếu là cá nhân mình, trong khi mình chụp phong cảnh và kiến trúc thì mình ít khi ngắm vào ống ngắm, mà mình thường dùng live view. Mình sẽ có một cái chân máy, sau đó mình bật live view lên để mình ngắm. Tại vì trên live view nó sẽ có những cái thước đo, không phải thước đo sáng mà thước đo cái song song của đường chân trời, hoặc là song song của những cái bố cục của kiến trúc, thẳng, ngang, đầy đủ cả, mình dễ nhìn hơn. Chứ cái việc mà chúng ta cầm máy ở trên tay chúng ta ngắm qua khung thì chưa tính cái việc là chúng ta ngắm nó đã khó hơn cái việc mà căn khung hình. Nữa là cái việc mà ví dụ rung tay một tí là có thể là cảnh nó lệch đi 1 độ. Trong khi đó chụp kiến trúc chỉ cần lệch 0,3, 0,2 độ là mình đã thấy rất khó chịu rồi, chứ đừng nói lệch đến tận 1 độ. Do vậy là cá nhân mình thấy rằng là cái ống ngắm điện tử trên các máy mirrorless là không thực sự cần thiết lắm đối với nhu cầu là chụp phong cảnh và kiến trúc đối với mình. Tại vì mình luôn dùng cái màn hình live view của nó. Kể cả là có ống ngắm hay không thì mình đều dùng màn live view nhìn cho nó tiện và dễ. Và đặc biệt là chúng ta cũng có đôi khi chụp kiểu kiểu như là cái tốc độ chụp nó chậm một tí, kiểu giống kiểu phơi sáng dài ấy, thì không phải dài lắm, chỉ cần 1-2 giây thôi, thì chúng ta cũng cần cái tripod. Trong trường hợp đó thì chẳng ai đưa mắt vào ống ngắm để mà nhìn xong rồi chúng ta xét dây để mà phơi sáng cả. Đại loại vậy. Theo mình là trường hợp này bạn mua Next 5T được. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Người Âm, bạn hỏi đó là: em tính mua Nikon D3400 mới với Sigma 17-50 hoặc D7000 cũ với Sigma 17-50. Em tính mua để chụp chân dung, anh giúp em so sánh với ạ. Em biết đôi chút về hậu kỳ ảnh. Em hỏi thêm có phải là lens à, thôi đầu tiên về hai bộ này đi ạ. D3400 mới ngon.
Và D7000 cũ cũng vẫn ngon. Thì hình như thời điểm này là D7000 không còn hàng mới nữa thì phải. Nếu mà mình nhớ không nhầm không còn hàng mới nữa rồi. Nhưng mà nếu mà để chọn trong bộ đôi này thì mình sẽ chọn D7000 cũ, chứ không phải là D3400 mới. Tại vì mình dùng đơn giản là mình dùng quen D7000 rồi, và chất lượng hình của nó đã đáp ứng đủ tốt cho mình. Còn D3400 nó có gì đó mình cảm thấy không đủ tin tưởng bằng D7000 là một. Thứ hai, nếu mà để chụp chân dung thì mình lại nghiêng nhiều hơn về việc là mình sẽ mua một con 50G chứ không phải là Sigma 1750. Tại vì bạn nói là bạn tính mua để chụp chân dung chứ không phải là mua để đa dụng, cho nên là về chụp chân dung thì con Sigma kia nó sẽ không thể bằng được con 50G của Nikon. Do vậy là cái này các bạn có thể cân nhắc. Ngoài ra là em hỏi thêm có phải lens Sigma 1750 có đuôi là EXDCOS HSM là lắp được trên máy Nikon em kể trên không? Vì là người mới nên em rất sợ mua lens về rồi nắp không vừa. Về bản chất thì con lens Sigma này nó dành cho những cái máy crop, do vậy là nó sẽ lắp được với mọi máy crop của Nikon. Đấy là bạn đang nói về hệ Nikon, tất nhiên là nó cũng sẽ có lens dành cho hệ Canon nữa. Do vậy là đại loại nếu mà đã là micro crop thì sẽ lắp được, bạn yên tâm là ok, lắp hoàn toàn bình thường trên cả hai con bạn kể ra. Câu hỏi tiếp từ Minh Lê. Anh cho em hỏi, em nghe nói lens của Sigma dùng thời gian dài sẽ bị vàng đụt. Đụt hay là đục nhỉ? Chắc ý bạn là đục đúng không? Không còn trong như lúc ban đầu, mong anh trả lời giúp em đang định mua Sigma 35S cũ. Mình nghe nói đến rất nhiều cái việc đó là những lens của hãng bên thứ ba nó sẽ bị xuống màu theo thời gian sử dụng. Cái này là cái điều có cơ sở chứ không phải người ta cảm thấy đâu. Tại vì đơn giản là những cái lớp trắng phủ xịn trên những thấu kính theo thời gian nó sẽ bị bào mòn dần. Không tính bên ngoài, bên trong nó cũng có thể bị bào mòn. Do vậy là màu sắc nó sẽ kém tươi hơn, nó kém đẹp hơn thời điểm đầu. Thì cái này nó cũng dễ hiểu thôi. Những lens lờ, thậm chí lờ xịn luôn vẫn bị xuống màu như bình thường. Đừng nói như là những lens bên thứ ba này. Tuy nhiên nó có xuống màu nhưng mà cái tốc độ xuống màu của con Sigma 35S là rất chậm và khó để nhận ra. Ví dụ như những con rẻ kiểu Sigma 1750 thì nó sẽ xuống nhanh. Nhưng mà những con tầm cao cấp mà những con S như này thì tốc độ xuống của nó rất chậm và hầu như chúng ta không phát hiện ra được trong 3 4 năm sử dụng liên tục. Do vậy là mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể tin tưởng mua được. Bạn người Dương có hỏi đó là càng xem càng muốn lên full frame, mặc dù ý định ban đầu là tìm hiểu để chụp cho vui. Thực tế thì mình nghĩ đó là nếu mà đam mê đủ lớn ấy, thì mọi con đường đều dẫn đến full frame. Thật, đấy là mình nghĩ vậy. Ý thứ hai đó là lại cho anh hỏi, khi đi du lịch bằng máy bay thì máy ảnh và chân máy đem theo như nào và cái gì mang được và không mang theo được, nhờ lại hướng dẫn dùm. Anh cảm ơn lại. Đầu tiên đó là em mang con máy máy ảnh của em đi du lịch khá nhiều, rất to và cồng kềnh. Con Nikon D750 với một cái lens, một hai cái lens nữa, nói chung là tổng cộng cái số đó khoảng 2 cân. Và những đồ món đồ kiểu kiểu như vậy thì anh luôn luôn nên để trong hành lý xách tay. Xách tay nhá. Có hai loại hành lý trên máy bay, đó là hành lý xách tay và hành lý ký gửi, thì nên để những món đồ có giá trị như vậy ở trong hành lý chúng ta xách tay, chúng ta xách theo đem lên trên máy bay ấy. Máy ảnh mang lên bằng hành lý xách tay, ống kính cũng vậy. Còn chân máy thì cái này là một cái khá đặc biệt, những chân máy cực kỳ nhỏ nhỏ nhẹ kiểu mini mini tripod, nó rộng bằng vầy, cao bằng vầy thôi, thì anh hoàn toàn có thể gấp để vào ba lô trong hành lý xách tay. Nhưng mà tripod cao to dài nặng thì chúng ta đành phải để hành lý ký gửi vậy. Cũng có nhiều hãng bay nó sẽ có những cái quy định, quy chế khác nhau. Nhưng mà về chung chung ấy, thường thường là tripod chúng ta sẽ phải để ở hành lý dạng ký gửi, chứ không thể xách lên lên theo được. Tại vì kể cả gấp rồi nó cũng phải một đoạn bằng vầy. Một đoạn bằng vầy mà nó hoàn toàn có thể làm vũ khí ở trên máy bay, người ta không muốn cái điều đấy. Đó. Bạn Anh Lê có hỏi đó là chúc anh sức khỏe nhé. Chúc bạn sức khỏe. Em là người mới, em có khoảng 8 triệu và giờ muốn nhăm nhe con 600D và Tamron 1750 f2.8 5VC. Theo anh tầm tiền đó có nên mua combo em nêu trên không? Nếu không thì mua máy nào sẽ ổn hơn? Tamron 1750 2.8 không có chống rung rơi vào khoảng tầm 3 triệu, trên dưới 3 triệu. 600D cũ khoảng hơn 5 triệu. Đúng khoảng trên dưới 8 triệu luôn. Và đây là một bộ xứng đáng để bạn chọn. Hiệp Katori. Anh cho em hỏi cách anh set thông số camera khi quay video được không ạ? Ví dụ về khẩu tốc ISO White Balance, em đang dùng D7001 và Sigma 1750, thỉnh thoảng hay phải quay video review sản phẩm mà không biết phải setup như thế nào. Cái này là một câu hỏi hết sức khó này. Thực sự hết sức khó, tại vì không khác gì bạn hỏi mình là mình hay set thông số khi chụp ảnh là như thế nào. Tại vì mỗi trường hợp ấy, thì chúng ta chụp ảnh hay quay video chúng ta sẽ để một thông số kiểu một kiểu khác nhau. Ví dụ như trường hợp dễ dàng nhất đi, White Balance, thì thường thường mình sẽ để auto. Nhưng mà có những trường hợp mình sẽ không để auto mà mình sẽ để làm sao cho mà mắt mình nhìn cảm thấy ok nhất đấy, hoặc là mình sẽ muốn để làm sao cho mà nó ám vàng một tí, ám xanh một tí để phù hợp.
cho cái trạng thái của đoạn video đó. Ví dụ như đang buồn buồn thì để nó sang màu lạnh, còn đang cứ kiểu vui vẻ thì để nó hơi ấm lên một tẹo, ví dụ vậy thôi. Đấy, có nghĩa là vô cùng tùy vào cái trường hợp chúng ta quay, chứ không thể nào mà đưa ra một cái kiểu là hay sẽ thông số như nào được. Có thể hôm nay mình để f2.8, ngày mai mình cần cái trường ảnh nó rộng hơn, mình để f lên tận f8, f11 thì sao, vân vân và vân vân. Mình quay trong nhà mình để f2.8, mình ra ngoài trời nó cháy quá mình lại để lên tận f22 thì sao, vân vân. Đó rất là khó. Còn lại bạn hỏi cụ thể là quay video sản phẩm ấy, thì mình thường hay quay video sản phẩm, rất hay quay video sản phẩm. Và ví dụ như là mình sẽ cầm một cái sản phẩm trên tay như này, quay video trong nhà, trong studio, ánh đèn đầy đủ, rất đầy đủ luôn, thì mình sẽ đặt ISO ở mức thấp nhất có thể, thường thường sẽ là 1 hoặc là cùng lắm là 200, rất ít khi lên đến 400. Đấy là một. Thứ hai là về khẩu, khẩu thì mình sẽ thường để ở khẩu, không phải khẩu lớn nhất mà app lớn nhất. Ví dụ con lens đang quay các bạn đây là 1740 f4L thì mình thường để ở khẩu f94.5. Đấy, khoảng khoảng như vậy thôi. Tất nhiên là không phải là lúc nào cũng cố định mà mình sẽ xê dịch tùy trường hợp nhé. Ngoài ra thì tốc mình quay Full HD 30 khung trên giây, tốc mình để 1 trên 30 luôn. Mình không nhân đôi, mình cũng không để 1 trên 50, không để 1 trên 100, mình để 1 trên 30 luôn để mình đỡ phải tăng ISO. Và hoàn toàn video ra bình thường, video các bạn đang xem từ trước giờ luôn để tốc ở 1 trên 30 giây, không giật, đúng không? Không giật gì cả, đúng không? Đấy, đấy là những ví dụ cụ thể thôi. Còn lại mà thường thường như nào thì quả thật là rất khó trả lời. Cái này bạn sẽ tự trả lời được cho mình trong khoảng thời gian bạn làm, bạn tích lũy kinh nghiệm. Câu tiếp theo từ Mai Nguyễn. Xin chào anh ạ, em đang dùng con Nikon D3400 với lens kit đi kèm và lens 50 f1.8G. Theo anh em nên mua thêm lens nào nữa để phù hợp chụp phong cảnh? Em xin cảm ơn. Thực tế thì bộ của bạn đã rất là ngon rồi, 50G chụp chân dung đẹp. Và muốn chụp phong cảnh bạn hãy cứ dùng lens kit đi. Thật, lens kit chụp phong cảnh cho ra chất lượng ok, khá nét, tối góc hay là méo thì cũng thuộc dạng chấp nhận được và có thể hậu kỳ được. Do vậy là bạn cứ dùng lens kit để chụp phong cảnh cho tiết kiệm và học một chút về hậu kỳ. Nếu mà trước mắt chưa biết hậu kỳ bằng máy tính thì chúng ta có thể dùng mấy phần mềm kiểu trên điện thoại cũng được, kiểu Snapseed của Google hay là VSCO, Cam vân vân, nó cũng sẽ cho ra ảnh dễ nhìn hơn nhiều. Cao Minh Chí có hỏi đó là: chào anh lạ, mình đang dự định mua EOS M5 của Canon. Mình muốn hỏi là nếu sử dụng ngàm EFM của Canon thì có thể sử dụng được mọi lens trên các dòng DSLR Canon không? Nếu bạn mua cái ngàm EFM thì có thể sử dụng được mọi lens, từ lens EF của full frame cho đến lens EFS của những máy crop, nói chung là dùng được mọi lens cho của cái dòng mà chúng ta hay nhìn là dòng DSLR đấy, nói chung là dùng được. Nếu khả năng khử nhiễu ISO của 6D là 10 điểm thì M5 được bao nhiêu điểm ạ? Xin cảm ơn anh. Cái này thì mặc dù rằng EOS M5 là một con máy rất mạnh, tuy nhiên thì 6D là một con huyền thoại trong cái việc là chúng ta đánh giá về cái hiệu năng khử nhiễu ở ISO cao của nó. Mình sẽ không chấm điểm M5 được bao nhiêu điểm, nhưng bạn hình dung nhé, cùng một bối cảnh chụp, cùng lượng ánh sáng, một cái bức ảnh ISO 6400 của con Canon 6D nó sẽ cho cái mức độ chi tiết cũng như là cái độ noise, cái nhiễu hạt bằng với lại một con EOS M5 đang set ở ISO 1600. Có nghĩa là khi mà chúng ta tăng ISO của 6D lên 6400 rồi, ảnh vẫn dễ nhìn bằng con M5 kia ở 1600, thì như vậy bạn có thể tự đánh giá là chấm xem được bao nhiêu điểm. Câu hỏi tiếp từ Khang Đoàn đó là: chào lạ, mình thấy nhiều người hay nói về chất ảnh, ví dụ như chất ảnh con A tốt hơn con B, bản thân mình cũng khá mơ hồ, vậy lạ có thể định nghĩa lại giúp mình được không? Mình xin cảm ơn. Thực ra là cái chất ảnh này là cái định nghĩa của bản thân mỗi người. Có những người đơn giản thôi thì họ sẽ định nghĩa chất ảnh là đơn giản là, ví dụ nhé, chất ảnh con A tốt hơn con B thì họ đơn giản họ định nghĩa đó là con A chụp cho ra ảnh nhìn đẹp hơn con B, chỉ thế thôi. Còn đẹp hơn như nào thì lại là một cái vô cùng khác, tại vì cái đẹp mỗi người mỗi khác. Mình nhìn thấy cô gái kia mình bảo xinh nhưng bạn mình bảo không, đó không phải gu của họ, họ không không thấy xinh. Đấy, cái đẹp nó rất là vô cùng. Do vậy là đối với mình, nói về chất ảnh con A tốt hơn con B thì nó bao gồm rất nhiều yếu tố và tổng hòa rất nhiều yếu tố, từ độ sắc nét, độ trong, màu sắc thể hiện, độ chi tiết, xong rồi độ nổi khối. Nếu mà kỹ tính hơn ấy, thì mình sẽ soi xem là nó có sạn nền không, hay là kỹ tính hơn thì mình soi xem là cái nhiễu hạt của nó xanh đỏ nhiều không, hay vân vân. Nhưng mà nói chung, nói về cái chất ảnh của con nào hơn con nào thì là chính là cái đánh giá tổng thể các yếu tố tạo nên một bức ảnh đẹp của con A so với con B. Đấy là theo quan điểm của mình thôi, còn theo quan điểm của những người khác thì chất ảnh nó sẽ khác. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Các từng kit có hỏi đó là:
Em là học sinh nên không có nhiều tiền, em đang muốn mua một con máy giá rẻ, hàng cũ cũng được. Em cũng có để ý tới một con đó là 500D với lens kit, giá khoảng 5 triệu. Vậy có nên mua 500D với lens kit không hay là mua con máy nào khác trong tầm giá đó? Em thường chụp chân dung và lâu lâu có chụp phong cảnh với đời thường. Có nên mua? Bạn vẫn còn là học sinh cho nên 5 triệu là một khoản tiền lớn. Tất nhiên là mình không nói đến những học sinh mà bố mẹ rất giàu ra làm gì cả. Những học sinh bình thường kiểu thời của bọn mình ấy, thì làm gì có 5 triệu đâu. Không thể có được mà mua. Thậm chí hồi học sinh, hồi cấp 2, mỗi sáng là có 500 đến 1.000 để ăn sáng thôi. 5 triệu, không thể nào mà mơ ước một số tiền to như vậy được. Thì mình nghĩ là 5 triệu mua 500D với lens kit là ok cho bạn. Và theo thời gian bạn lớn dần, bạn có thể tích lũy được thêm tiền để mua những lens khác hoặc thay đổi máy sau. Mình nghĩ bộ này là ok. Cảm ơn bạn và chúc bạn năm mới vui vẻ. Bạn Đạt Trần có hỏi đó là cho em hỏi bây giờ mua D700 có ổn không? Và khả năng chụp thiếu sáng của nó có tệ lắm không? Mình nghĩ bây giờ D700 vẫn ổn mà có rất nhiều máy nó còn tương đối mới. Những máy mới thì giá nó khá là cao, tầm 14-15 triệu hoặc thậm chí 16 triệu nhưng mà cũng vẫn xứng đáng. Ví dụ như con Canon 5D thì mình không còn muốn mua nó một tí nào nữa, nhưng mà Nikon D700 thì vẫn có thể cho mình chọn được. Khả năng chụp thiếu sáng của nó là khá tệ, không phải quá tệ cũng không phải hơi tệ, mà nó ở một cái mức độ tệ, nó trung bình bình thường. Thì tất nhiên là nếu mà tệ thì chúng ta tránh cái trường hợp đó ra, hoặc là chúng ta trang bị flash, hoặc là chúng ta làm gì đó tùy. Nói chung là biết nó là nhược thì đừng có mà luôn luôn đưa nó vào cái thế khó như vậy. Nói chung thì con máy này vẫn rất tốt và mình thấy nhiều anh em bây giờ vẫn dùng D700 để làm dịch vụ, có vấn đề gì đâu. Câu hỏi tiếp từ Hiếu Đặng Trung. Chào lại, mình thường xuyên theo dõi hỏi đáp camera. Hiện giờ mình đang sử dụng body Nikon D5001. Mình muốn lên body Nikon D7002 mà thấy giá tầm 14 triệu. Theo bạn thì có nên lên hay không? Hay dành dụm lên full frame luôn? Và nếu lên full frame thì có con máy nào trong tầm giá 16 triệu không? Cảm ơn bạn trước, chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Cũng là một cái phân vân khó. Không biết là kinh nghiệm chụp của bạn đã nhiều chưa? Mình không hỏi là bạn đã chụp được bao nhiêu lâu, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi, mà có những người mình thấy là tiến bộ rất nhanh. Ví dụ ngày hôm nay họ bước chân lên nhiếp ảnh, nhưng mà tầm đó của một năm sau đó thôi, họ đã vượt qua cái mức gọi là nghiệp dư được rồi. Tại vì họ tìm hiểu rất nhanh, họ rất chăm chỉ trong việc là đọc tài liệu và thực hành. Đấy, nên mình mới hỏi là kinh nghiệm của bạn đã đủ nhiều chưa, chứ không phải hỏi là bạn đã chụp bao lâu chưa. Nếu mà cảm thấy là kinh nghiệm của mình đủ nhiều, và thêm một yếu tố nữa đó là chúng ta có đủ tiền, thì lên full frame luôn cũng được, chứ không cần phải một bước đệm lên crop làm gì cả. Thực tế nó có một điểm khó, đó là cái khoản tiền mà chúng ta dành để lên full frame chúng ta đã phải tiết kiệm và chúng ta dành dụm khá nhiều rồi. Và lên full frame rồi lại có một bài toán khó nữa, đó là lens của máy full frame thì nó lại rất đắt. Do vậy là chúng ta lại có thêm một bài toán khó nữa là cần nhiều tiền để mua lens cho nó nữa. Cho nên là đây là cái yếu tố bạn cần phải cân nhắc. Nếu chúng ta có đủ tiền để lên full frame và có đủ tiền mua thêm lens cho hệ máy full frame thì lên. Còn nếu không thì tạm dừng chân ở D7002 cũng đã rất tốt rồi. 16 triệu bạn hoàn toàn có thể mua được Canon 5D Mark II nếu muốn chuyển hệ. Còn mua khéo ra thì sẽ được Nikon D600. Ngoài ra thì ít hơn một chút chúng ta có Nikon D700. Cũng ba cái máy đó mình thấy là đều ok cả. Câu hỏi tiếp theo từ Hale. Chào bạn, chúc bạn một năm mạnh khỏe. Cảm ơn và chúc bạn một năm khỏe mạnh. Sigma 35 f1.4 Art và Tamron 24-70 nên chọn lens nào về độ sắc nét và màu sắc? Xin cảm ơn bạn. Hai con lens này đều cho độ sắc nét rất tốt. Đều rất tốt. Màu sắc cũng đều đẹp cả. Con Tamron 24-70 kia không vàng, màu sắc đẹp luôn. Và trong quá trình khoảng từ hồi mình dùng 6D, mình đã mua Tamron 24-70 rồi, thì tính đến nay là 2 năm rưỡi, đến giờ vẫn còn con lens kia trong tủ. 2 năm rưỡi sử dụng con lens này thì mình nói chung là cũng không chê ở điểm gì được nó, ngoại trừ cái là thứ nhất là nó nặng hơn là con Canon 24-70 nhiều. Thứ hai là cái phi của nó hơi to. Mình nhớ nhầm là phi của Canon 24-70 chỉ có phi 77 thôi, mà con Tamron 24-70 này phi nó lên tới 82 hay 88 gì đấy. Nói chung là to hơn, nó khá to và nặng, và cái vòng zoom của nó khá là cứng. Tuy nhiên nó lại là một con lens mà có chống rung. Đấy, rất là tiện ở chỗ đó là ví dụ như là con 24-70 Nano của Nikon hay là con 24-70 của Canon, thậm chí L2 cũng không có chống rung thì phải. Đấy, nhưng mà con Tamron 24-70 này nó có chống rung rồi. Đấy là một cái ý. Và nói về độ nét và màu sắc thì nó đều ok cả. Đều ok cả. Nhưng mà xét về độ nét và màu sắc thì mình vẫn đánh giá là kém Sigma 35 Art một bậc. Có nghĩa là ví dụ độ nét của Tamron 24-70 nó là 3 ngón đi, thì Sigma 35 Art này nó phải tầm 4 ngón, nó hơn một bậc. Còn lại màu sắc thì
cũng khó đánh giá nhưng mình vẫn thích màu sắc của con Sigma Art hơn, nó tinh tế hơn một chút. Thành Trung Trần có hỏi đó là em rất thích xem hỏi đáp camera của anh, chúc anh có sức khỏe tốt để ra video đều đặn hơn. Cảm ơn bạn và hy vọng bạn vẫn theo dõi tiếp. Anh có thể so sánh sự khác nhau ưu nhược điểm của xà phòng bằng khẩu độ và xà phòng bằng tiêu cự không ạ? Câu hỏi này hay này. Ví dụ một ảnh chụp ở tiêu cự 85 f/1.8 và một ảnh chụp ở tiêu cự 200 f/2.8 thì ảnh nào xà phòng đẹp hơn ạ? Đấy, bây giờ hỏi lại hỏi cái nào đẹp hơn thì rõ ràng cái đẹp này lại phụ thuộc vào yếu tố thẩm mỹ kiểu cá nhân của mỗi người, rất khó đánh giá. Có những người thì cứ phải xóa phông tít mù đằng sau phông mịn như kem thì mới là đẹp, nhưng mà còn những người là họ muốn thấy cả hậu cảnh đằng sau thế mới là đẹp. Đấy, rất là khó. Còn bây giờ so sánh khác nhau và ưu nhược điểm của xóa phông bằng khẩu độ và xóa phông bằng tiêu cự, mình nói đây là một câu hỏi hay là tại vì sao, đó là nếu các bạn nắm rõ được cái ưu nhược điểm của hai thể loại xóa phông này thì chúng ta sẽ vận dụng tốt trong mỗi trường hợp hơn. Đúng là khẩu độ càng lớn xóa phông càng tốt, ok, và tiêu cự càng dài xóa phông càng tốt. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nó trong trường hợp nào? Khi mà chúng ta dùng khẩu độ lớn để xóa phông thì chúng ta sẽ có ưu, đó là có thể để ở một cái mức ISO thấp nhất có thể mà chúng ta vẫn xóa phông được, thế nhưng mà ảnh không bị nhiễu, không bị nát. Đấy. Tuy nhiên nếu mà xóa phông bằng khẩu độ lớn ấy, thì thường thường quang sai sẽ nhiều, có nghĩa là viền tím này, méo góc này. Đặc biệt là nếu mà mở khẩu độ quá to mà lại chụp rất gần ấy, thì góc cực kỳ méo hoặc là sóc, thường thường sẽ như vậy, đặc biệt là trên những con mà góc rộng. Đấy, đấy là nhược điểm của nó, còn ưu điểm mình nói là cái việc là ảnh nó không bị nhiễu, không bị nát nhé. Về xóa phông bằng tiêu cự thì ưu của nó đó là chúng ta có thể đứng xa trong những trường hợp mà chúng ta không thể lại gần, ví dụ chụp sân khấu chẳng hạn. Người ta đi biểu diễn giữa sân khấu, chả nhẽ chúng ta cứ đi đứng vào giữa sân khấu để chụp à? Chúng ta phải đứng trên khán đài để chụp xuống, hoặc là chụp thể thao cũng vậy thôi, phải đứng ngoài đường pit. Ví dụ vậy. Đấy là xóa phông bằng tiêu cự. Nhưng mà xóa phông bằng tiêu cự thì nó lại có những đặc tính riêng. Ví dụ nhá, khi các bạn đi chụp mẫu, các bạn thấy biết chắc là cô mẫu này là một cô mẫu hơi gầy, là một cô mẫu hơi gầy, thì các bạn hãy lợi dụng cái hiệu ứng của tiêu cự. Thì các bạn hãy thường chụp, ví dụ các bạn có một cái lens 70-200 đi, các bạn hãy thường xuyên để chụp những tiêu cự dài hơn 135 đi, đừng chụp tiêu cự ngắn, tại vì càng tiêu cự dài thì độ phóng đại vật thể nó sẽ càng lớn hơn. Có nghĩa là bạn chụp xong ấy thì người cô ta hơi phình hơn một tí so bình thường, thì nhìn có vẻ đầy đặn hơn, đúng không? Chẳng ai muốn nhìn người mình quá gầy cả, mà lúc nào cũng muốn nhìn người mình đầy đặn. Đó là cái lợi thế của việc xóa phông tiêu cự dài. Tuy nhiên ngược lại, đó là cô mẫu này cô hơi béo, thì chúng ta lại phải thường xuyên sử dụng những tiêu cự nó vừa vừa ngắn ngắn thôi. Tại vì đã béo lại còn phóng ở phình ra thì chả hóa ra là chúng ta trêu họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chụp bằng những cái tiêu cự ngắn vừa phải thì hình không bị phóng, vật thể không bị phóng to quá. Đấy. Ngoài ra thì xóa phông bằng tiêu cự, nếu mà xóa phông bằng tiêu cự dài thì chúng ta lại lấy được ít những cái background đằng sau hơn. Background đằng sau nó hẹp hơn, tại vì tiêu cự dài nó cho ra hiệu ứng như vậy. Còn tiêu cự ngắn thì chúng ta sẽ thấy nhiều background hơn, nhưng mà có phần gì đó thì nó sẽ hơi bị méo cái phần ở giữa. Nói chung thì cái này nó là đặc tính của lens và phải tìm hiểu khá nhiều. Qua đây thì mình cũng kể ra một vài ưu nhược điểm của mỗi trường hợp thôi nhé, nhưng mà chưa thể hết được đâu. Tại vì nó còn nhiều cái mà đơn giản là mình có thể chưa nghĩ ra hoặc là mình quên mất liệt kê. Đấy, thực ra là chúng ta sẽ đọc nhiều, chúng ta sẽ tự rút ra được là trường hợp này chúng ta nên xóa phông bằng cái gì thì tốt hơn cho cái khung cảnh như thế này. Ví dụ đơn giản như mình ban nãy nói là mẫu gầy, mẫu béo ấy, thì lấy là một trường hợp. Hoặc đơn giản là chúng ta chụp một cái vật gì đó rất gần, ví dụ trên bàn này có một con ruồi này, chúng ta muốn xóa phông vừa vừa thôi, nhưng mà chúng ta không thể nào mà dùng một cái lens góc rộng ví dụ 12 f/2 đi, 12 f/2 dí thật gần vào con đuôi đó để mà chụp ấy, thì xung quanh nó sẽ bị xóp hết. Nếu các bạn có một con góc rộng, đơn giản thôi, bây giờ cứ lấy một cái điện thoại di động dí thật sát vào bờ tường chụp, chỉ thấy nét ở mỗi giữa thôi, bốn góc của tường nó xóp hết. Đấy, các bạn chụp nhiều thì sẽ rút ra được những kinh nghiệm từ những trường hợp như vậy, nhưng mà nói chung chúng ta sẽ đúc kết được từ những lần mà chúng ta làm. Câu hỏi tiếp theo từ Tài Thái Hoàng Gia: em mới bắt đầu chơi máy ảnh, em có tầm 11 triệu thì mua máy nào ạ? Canon 700D mới hay 60D cũ? Quên mất câu hỏi này mình không đưa lên đầu, tại vì câu trả lời cũng sẽ giống như là hai câu hỏi đầu thôi. Đó là nếu là người mới thì nên mua máy mới, và Canon 700D mới là sự lựa chọn tốt cho bạn. Việt Nam và những chuyến đi, câu hỏi đó là lens Nikon Yangno 50 f/1.8 và 50 f/1.8D.
Con nào chụp chân dung xóa phông tốt hơn ạ? Nói về mức độ xóa phông thì hai con này gần như nhau. Nhưng mà chụp chân dung tốt hơn thì mình vẫn thích con 50D của Nikon hơn là con Yangno. Tại vì con Yangno chất lượng quang học của nó rất kém. Rất kém. Con 50D kia chất lượng nó đã vốn kém rồi, nhưng mà nó rất là nét. Về cái việc là viền màu nó nhiều, viền xanh, viền tím nhiều, chúng ta có thể xử lý bằng hậu kỳ được. Nhưng mà cái việc mà hình ảnh xóp xong lại còn gai gai kiểu của con Yangno thì lại không hậu kỳ được. Và nữa đó là mua xong bán ra chắc chỉ bán, nếu muốn bán đi được chắc chắc chỉ bán đi được với cái giá bằng một nửa ban đầu chúng ta mua, rất mất giá. Và không 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 đừng nên dùng lens Yangno, thật sự là như vậy. Trừ con nào nhỉ, chỉ con 100 hay một con, hay con 135 mới ra mình tự dưng mình quên mất rồi đấy. Nói chung 50 với lại 35 của Yangno thì đừng mua. Nếu như mà bạn dùng một con Nikon mà nó không có motor lấy nét trong khiến cho chúng ta buộc phải nghĩ đến việc mua lens Yangno ấy, thì cũng đừng mua, mà hãy cố để dành đủ tiền để mua một con G để nó giúp chúng ta lấy nét tự động được. Và những con G đó ấy, thì mặc dù nó đắt hơn lens D thật nhưng mà chất lượng của nó thì rất xứng đáng trong tầm tiền đấy. Vẫn là ý lời khuyên của mình. Bạn Cu Teng có hỏi đó là người lạ cho mình hỏi Canon T7i có khác biệt gì so với 800D không, nên mua T7i hay 800D vậy người lạ, xin cảm ơn. Đây cũng lại là một câu hỏi hay nữa, và có rất nhiều người cũng không biết được là tại sao nó có cái sự khác biệt như vậy. Ngày xưa nhiều người hỏi mình đó là sao lại có T5i với 700D mà sao nó chả khác gì nhau cả. Thì đơn giản thôi, Canon họ có những cái tên ở những thị trường khác nhau. Ví dụ là Canon 700D là tên của thị trường quốc tế. Ở đâu 700D thì nó cũng là một tên phổ biến nhất. Thì ở thị trường Mỹ nó lại có tên đó là Canon Rebel T5i. Các bạn cứ để ý là có chữ Rebel, Rebel á, Rebel á, thì là ở thị trường Mỹ. Nhưng mà ở thị trường quê nhà của nó thì nó lại có tên là Kiss. Mình nhớ nhầm, nó là Kiss X7i thì phải. Vậy là cùng một chiếc máy chúng ta có đến ba cái tên Canon 700D ở thị trường ngoài Mỹ và Nhật, gọi là thị trường quốc tế đi. Thứ hai ở thị trường Mỹ thì là Canon Rebel T5i, Rebel T5i. Còn lại thị trường Nhật sẽ là Kiss Kiss X7i. Đấy. Nói chung nó ba cái tên này đều là cùng một máy thôi. Ba chiếc máy này nó chỉ khác nhau mỗi cái tên thôi, còn lại nó giống nhau tất tần tật về bên trong, giống nhau cả về phần mềm luôn, nó sử dụng chung firmware, sử dụng chung driver, giống nhau hết. Đó, như vậy thì quay trở lại với câu hỏi của bạn đó là Canon T7i khác biệt gì so với 800D? Chả khác gì ngoài mỗi cái tên và cái miếng tên của nó ở bên góc máy thôi. Còn lại thì nên mua con máy nào bây giờ, mua con máy nào cũng được tại vì nó như nhau hết. Và thực ra thì nên mua 800D hơn cho tên nó thân thuộc. Câu hỏi tiếp theo từ Thiên Bảo Trần đó là chào anh lạ, em đang định sang full frame để chụp ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa biết nên trung thành với Sony hay chuyển qua Canon hoặc hãng khác. Nếu chuyển qua em có cần mua crop xài cho quen trước không, và anh có thể tư vấn vài body tốt tầm dưới 50 triệu không? Em đang chấm dòng A7 nhưng cũng hơi ngại vì thấy ít người chủ chuyên nghiệp dùng mirrorless. Cảm ơn anh. Đầu tiên là rất nhiều người chuyên nghiệp dùng mirrorless Sony. Và dưới 50 triệu chúng ta mua được A7 Mark 3 rồi, vừa ra xong rất mạnh luôn. Mua luôn, ngay và luôn, không cần phải nói nhiều và cũng không cần phải chuyển qua crop dùng cho quen. 50 triệu thì cũng chưa chắc là mua được 5D Mark 4, nhưng mà bây giờ 7D Mark 3 mới ra vậy. À quên nhầm, A7 Mark 3 mới ra như vậy thì mua nó ngay và luôn. Bạn đã quen dùng Sony rồi thì cứ tiếp tục dùng Sony. Và có một chia sẻ cá nhân mình thôi, đó là mình rất có thể sẽ chuyển sang mirrorless dòng full frame để dùng, tại vì mình hơi khó chịu với lại cái khả năng lấy nét cũng như hiệu quả lấy nét của những con DSLR bây giờ. Đấy là chia sẻ cá nhân thôi, còn lại quyết định sau này như nào thì cũng chưa biết được. Giang Quách có hỏi đó là cho mình hỏi nếu những dòng máy cũ, chip cũ khả năng xử lý noise ở ISO cao kém thì khi mình chụp, mình chọn RAW rồi về hậu kỳ trên máy tính có cải thiện được không? Ví dụ như 5D Mark 2 và 6D ở cùng mức ISO 6400. Ảnh RAW 5D Mark 2 có noise hơn khá khá nhưng chi tiết vẫn còn tốt. Nhưng qua JPEG thì khoảng cách hai máy trở nên xa hơn nhiều. 6D vẫn mịn, còn 5D Mark 2 bệt và mất chi tiết nhiều. Sony A7 chụp RAW ở ISO đó thậm chí còn noise nhiều hơn 5D Mark 2 nhưng JPEG ra lại tốt. Thì cái này là cái cũng đáng để nghĩ này. Bây giờ bạn chụp RAW rồi, mang về hậu kỳ trên máy tính có cải thiện được cái xử lý noise ở ISO cao kém của máy hay không thì phụ thuộc rất rất nhiều vào cái trình độ làm hậu kỳ của bạn. Bạn hiểu tường tận như thế nào về từng bước xử lý noise trên một cái ảnh RAW.
Và bạn sẽ làm những bước như thế nào để có thể đảm bảo rằng là nó không còn noise và nó lại vừa giữ lại được chi tiết? Hoặc là bạn, nếu bạn thực sự giỏi về cái hậu kỳ ảnh nhiễu thì bạn có thể tự tin bạn làm được ảnh RAW của 5D Mark II đẹp như ảnh RAW của 6D sau khi mà export ra file JPEG cuối cùng rồi. Đấy, nếu bạn thực sự giỏi. Còn vì trong trường hợp bạn nói đó là 5D Mark II và 6D ở cùng mức ISO 6400, ảnh RAW của 5D Mark II noise hơn kha khá nhưng chi tiết vẫn còn tốt. Đúng, tại vì nó giữ cả chi tiết lẫn là noise trong file RAW, nó không xử lý gì cả. Tất cả đều còn tốt, nhưng qua JPEG thì khoảng cách hai máy trở nên xa hơn nhiều, 6D vẫn mịn còn 5D bệt và mất chi tiết nhiều. Là vì sau khi xử lý được cái noise đó, chúng ta phải buộc phải đánh đổi là ảnh bị bệt lại, ảnh bị mất chi tiết. Muốn khử noise lúc nào ảnh cũng phải bị mất chi tiết. Đấy, chúng ta luôn có một cái đánh đổi giữa hai cái đó, đó là muốn ảnh đỡ noise thì chi tiết phải giảm. Đấy, có những con máy nó xử lý quá đà khiến cho là noise thì không còn nữa, nhưng ảnh cũng chẳng còn tí chi tiết nào cả, tất cả cứ bệt hết lại với nhau, cái gì cũng mịn và nhìn cực kỳ tởm. Cái việc mà file JPEG của 6D nó tốt hơn file JPEG của 5D Mark II là hết sức dễ hiểu, tại vì nó chip mới, nó thế hệ mới và thuật toán xử lý nhiễu của nó cũng khác nữa. Ngoài ra Sony A7 ảnh RAW ở ISO đó thậm chí còn noise nhiều hơn, nhưng mà JPEG ra lại tốt tại vì Sony làm phần mềm tốt cho A7. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được là chúng ta liệu có làm tốt hơn máy làm được hay không. Đấy. Giống như mình có hay có một lời khuyên đối với những người mà chụp camera phone đấy, đó là nếu mà không thực sự giỏi về hậu kỳ thì đừng chụp ảnh RAW ở trên smartphone. Tại vì chụp xong các bạn sẽ thấy nhiễu kể cả ban ngày luôn. Kể cả ban ngày cũng có noise luôn, và chúng ta không biết làm nào để xử lý noise đó thì cứ chụp JPEG đi bình thường. Tại vì smartphone nó xử lý rất rất nhiều. Đấy, các bạn bây giờ nói thế này cho dễ hiểu đi. Nếu như mà chúng ta thực sự không giỏi về hậu kỳ noise thì cứ chụp JPEG đi, tại vì nó đã xử lý giúp chúng ta cái noise đó một phần nào đó rồi, và nó xử lý tốt đẹp luôn. Điển hình là con Sony A7 này, như bạn kể ra nó xử lý tốt đẹp luôn. Còn nếu mà chúng ta vẫn cứ quyết định chụp ảnh RAW nhưng về lại không biết làm nào để nó tốt như vậy, biết đâu ấy bạn xử lý xong ảnh còn không đẹp bằng cái ảnh JPEG mà máy nó xuất ra cơ. Đấy là trường hợp mà chúng ta không muốn. Do vậy là cái này còn tùy vào khả năng của mỗi người nữa, và do vậy là chắc các bạn cũng sẽ tự đánh giá và đưa ra câu trả lời cho riêng mình sau. À, và đây cũng chỉ là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp camera thứ 23 ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng đặt câu hỏi cho mình, và còn những thắc mắc gì khác nữa thì hãy comment phía dưới video này. Mình sẽ làm video trong số 24 gửi tới các bạn sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.